lịch ngày tốt, xin chào các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trong bản tin tử vi hàng ngày của 12 con giáp, dự đoán chính xác các phương diện về tài lộc, tình duyên, sự nghiệp và sức khỏe. Sau đây là thông tin chi tiết. Tử vi thứ tư ngày 2 tháng 12 năm 2020 của 12 con giáp. Xem tử vi hàng ngày, có quý nhân tam hội ở bên trợ mệnh, mọi việc dần trở nên suôn sẻ, hành động hơn với người tuổi Dần. Còn các con giáp khác sẽ đón ngày mới ra sao? Hãy cùng lịch ngày tốt theo dõi ngày sau đây nhé. Tử vi tuổi Tý. Xem tử vi hôm nay, cục diện Tý Mão tương hình có tác động không mấy tích cực đến vận trình của người tuổi Tý trong ngày thứ tư này. Công việc gặp nhiều trở ngại, áp lực đè nén, bản mệnh không thôi trăn trở muộn phiền. May mắn là tình hình tài chính của con giáp này có phần khả quan hơn khi có thiên tài ghé thăm. Cơ hội phát tài nhanh đang đến, nếu biết nắm bắt, bạn có thể thu về cho mình một khoản lợi không hề nhỏ. Tuy nhiên, đừng chủ quan mà đưa ra các quyết định nóng vội, luôn suy xét cẩn thận mọi khía cạnh để hạn chế những rủi ro tiềm ẩn. Được đào hòa trợ mệnh, vận trình tình duyên của bản mệnh cũng có dấu hiệu khởi sắc trong ngày ngũ hành thủy sinh mộc này. Lứa đôi trải qua khoảng thời gian hạnh phúc ngọt ngào bên nhau, người độc thân cũng có cơ hội gặp gỡ được người tâm đầu ý hợp. Tử vi tuổi Giáp Tý. Kim, công việc trắc trở, áp lực đè nén. Tử vi tuổi Bính Tý, Thủy, tiền bạc rủng rỉnh không lo thiếu. Tử vi tuổi Mậu Tý, Hỏa, gia đình ấm áp, thuận hòa bên nhau. Tử vi tuổi Canh Tý, Thổ, nên quan tâm chăm lo cho sức khỏe của bản thân nhiều hơn. Tử vi tuổi Nhâm Tý, Mộc, tình cảm lứa đôi, hạnh phúc yên vui. Con số may mắn 2, 7, giờ tốt 3 giờ đến 5 giờ, màu sắc cát tường, xanh dương, trắng, quý nhân phù trợ, thân, thìn. Tử vi tuổi Sửu. Xem tử vi hàng ngày, tỷ kiền xuất hiện, các mối quan hệ xã giao của người tuổi Sửu trong ngày hôm nay không mấy tốt đẹp. Những chuyện chia bè kết phái trốn công sở là nguyên nhân sâu xa của những rắc rối sẽ đến nếu bạn bị cuốn vào. Đây là lúc để bạn thể hiện bản lĩnh của bản thân, không bị những cám dỗ của tiền bạc, quyền thế làm mờ mắt mà hành động trái với lương tâm. Hãy luôn là chính mình, tập trung toàn lực và làm tốt việc của mình đã nhé. Ngày mộc khắc thổ, bạn và người ấy vì bất đồng quan điểm mà nảy sinh tranh cãi, chẳng ai chịu nhường ai, mâu thuẫn vì thế mà lớn dần lên, những vết rạn nứt bắt đầu hình thành. Nếu cứ để mọi thứ tiếp diễn thế này thì chẳng mấy mà chuyện buồn sẽ xảy đến đâu. Tử vi tuổi Ất Sửu. Kim, mối quan hệ xã giao không mấy hài hòa. Tử vi tuổi Đinh Sửu. Thủy, tập trung toàn lực vào công việc là cách tốt nhất để thể hiện năng lực của bản thân. Tử vi tuổi Kỷ Sửu. Hỏa, sức khỏe có dấu hiệu cải thiện đáng kể. Tử vi tuổi Tân Sửu. Thổ, mâu thuẫn xung đột khiến cho tình cảm lửa đôi rạn nứt. Tử vi tuổi Quý Sửu. Mộc, đừng để tiền bạc quyền thế làm mờ mắt. Con số may mắn 8, 4, giờ tốt 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, cà phê, vàng, quý nhân phù trợ, Tỵ, Dậu. Tử vi tuổi Dần. Xem lịch ngày tốt, có quý nhân tam hội ở bên trợ mệnh, mọi việc dần trở nên suôn sẻ, hành thông hơn với người tuổi Dần. Các mối quan hệ xã giao trở nên hài hòa hơn, bản mệnh có thể thông qua đó mà có được cơ hội hợp tác với những đối tác tiềm năng. Sự xuất hiện của chính quan càng củng cố thêm vị thế của con giáp này. Với tinh thần trách nhiệm cao, bạn sớm lấy được tín nhiệm của đồng nghiệp và cấp trên. Hãy chuẩn bị tinh thần đón những trọng trách mới trong khoảng thời gian tới đi nhé. Tuy nhiên, mộc khí quá vượng ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe của bản mệnh. Bạn sẽ dễ mắc các bệnh liên quan đến não bộ, thận, bàng quang hay các bệnh phụ khoa ở nữ giới. Hãy chú ý đến chế độ ăn uống, sinh hoạt và nghỉ ngơi của mình và cũng đừng lơ là chủ quan trước bất cứ dấu hiệu, cảnh báo nào của cơ thể. Tử vi tuổi Giáp Dần, Thủy, quý nhân trợ mệnh, công việc thêm phần hành thông suôn sẻ. Tử vi tuổi Bính Dần, Hỏa, nhận được sự đánh giá cao của mọi người vì tinh thần làm việc. Tử vi tuổi Mậu Dần, Thổ, luôn tỉnh táo và sáng suốt trong từng lựa chọn của bản thân. Tử vi tuổi Canh Dần, Mộc, sức khỏe có dấu hiệu giảm sút, cần chú ý hơn. Tử vi tuổi Nhâm Dần, Kim, đừng bỏ lỡ những cơ hội hợp tác tiềm năng đến với mình. Con số may mắn 6, 3, giờ tốt 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, xanh lá, xanh lam, quý nhân phù trợ, Ngọ, Hợi, Tuất. Tử vi tuổi Mão. Xem tử vi hàng ngày, vận trình của người tuổi Mão trong ngày thứ tư này không mấy suôn sẻ khi mà có thiên quan xuất hiện. Họa tiểu nhân rình rập, bản mệnh phải hết sức tỉnh táo, đừng để vướng vào cái bẫy đã được giăng sẵn.
Chưa kể, tính tình nóng nảy dễ bị kích động sẽ khiến cho con giáp này khó tránh khỏi những va chạm trong giao tiếp, nhất là với những người có chức có quyền. Nếu bạn không thể giữ được bình tĩnh thì tình hình sẽ ngày càng xấu đi đó. Đây là lúc bạn cần phải hết sức cẩn trọng trong từng lời ăn tiếng nói của mình. Theo Hải Thượng Lãn Ông, hôm nay là ngày 18 âm lịch, nhân thần ở phía trong cổ tay, phía trong đùi và âm hộ. Bản mệnh nên tránh mọi sự tổn thương và chạm mổ xẻ và trầm trích tại vị trí này. Tử vi tuổi Ất Mão, Thủy, giữ bình tĩnh, tỉnh táo và sáng suốt khi xử lý tình huống. Tử vi tuổi Đinh Mão, Hòa, cẩn trọng trong cách hành xử. Tử vi tuổi Kỷ Mão, Thổ, kẻ tiểu nhân rình rập, tìm cơ hội hãm hại. Tử vi tuổi Tân Mão, Mộc, nên tránh tổn thương đến vị trí của nhân thân. Tử vi tuổi Quý Mão, Kim, đừng lơ là sức khỏe của bản thân. Con số may mắn 1, 7, giờ tốt 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tương trắng, đen, quý nhân phù trợ, hợi, tuất. Tử vi tuổi Thìn, thứ tư này được cục diện Mão Thìn tương hỗ trợ vận, con đường công danh sự nghiệp của người tuổi Thìn trở nên bằng phẳng hơn bao giờ hết, chẳng có điều gì có thể ngăn bạn tiến bước đến thành công phía trước. Tuy nhiên, vận tài lộc của con giáp này lại chẳng được may mắn như vậy. Có lẽ bởi tâm tính có đôi phần nóng vội nên bạn dễ đưa ra những quyết định liều lĩnh, không mang đến những rủi ro có thể xảy đến. Tiền bạc cứ thế có thể rơi vào tay của kẻ xấu lúc nào chẳng hay. Trong ngày thổ mộc xung khắc như hôm nay, tốt nhất bản mệnh nên giữ bình tĩnh và kiệm lời hơn. Những bất đồng tranh cãi nổ ra chỉ khiến cho mối quan hệ giữa hai bạn trở nên nặng nề hơn mà thôi. Liệu vết rạn nứt này có thể hàn gắn nhanh chóng? Tử vi tuổi Giáp Thìn, Hòa, thành công đang mở ra ngay trước mắt. Tử vi tuổi Bình Thìn, Thổ, cẩn thận kẻo tiền mất tật mang. Tử vi tuổi Mậu Thìn, Mộc, luôn nỗ lực nhìn về phía trước, thành công sẽ đến. Tử vi tuổi Canh Thìn, Kim, tình cảm lứa đôi không được như mong đợi, mâu thuẫn triền miên. Tử vi tuổi Nhâm Thìn, Thủy, tuân thủ chế độ sinh hoạt điều độ thì không cần lo lắng về sức khỏe quá nhiều. Con số may mắn 8, 9, giờ tốt 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tương vàng, nâu, quý nhân phù trợ, dậu, thân. Tử vi tuổi Tỵ, xem tử vi phương đông có chính ấn che chở, người tuổi Tỵ tự tin thể hiện năng lực của bản thân, thành công trong việc khẳng định vị thế của mình trong tập thể. Biểu hiện xuất sắc của bạn chắc chắn đã lọt vào mắt xanh của lãnh đạo rồi, hãy chuẩn bị tinh thần nắm bắt những cơ hội thăng tiến sẽ đến trong thời gian tới. Mộc sinh hỏa, chuyện tình cảm của con giáp này có dấu hiệu khởi sắc khá nhiều. Người độc thân đã mở lòng mình, nhận lời giới thiệu của mọi người xung quanh. Những cuộc gặp gỡ cũng diễn ra suôn sẻ hơn, bạn có thể tìm thấy một nửa phù hợp cho mình. Theo lịch vạn niên, hôm nay là ngày 2 tháng 12 dương lịch, là ngày được cho là ngày tam nương sát. Ngày nay là ngày xấu, kỵ khai trương, xuất hành, cưới hỏi, sửa chữa hay cất nhà. Bạn cần chú ý hạn chế những thực viện, những công việc quan trọng này trong ngày hôm nay. Tử vi tuổi Ất Tỵ, Hòa, vị thế của bản thân được củng cố. Tử vi tuổi Đinh Tỵ, Thổ, chớ nên lơ là thiếu tập trung, kẻo ảnh hưởng đến công việc. Tử vi tuổi Kỷ Tỵ, Mộc, nên hạn chế thực hiện các việc lớn trong ngày tam nương sát. Tử vi tuổi Tân Tỵ, Kim, chỉ cần mở lòng mình hơn, tình yêu sẽ đến với bạn. Tử vi tuổi Quý Tỵ, Thủy, gia đạo an yên, trên dưới thuận hòa. Con số may mắn 4, 6, giờ tốt 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tương hồng, đỏ, quý nhân phù trợ, Sửu, Dậu. Tử vi tuổi Ngọ, thứ tư này chịu ảnh hưởng của cục diện Mão Ngọ tương phá, mối quan hệ giữa bạn và các thành viên trong gia đình không mấy hài hòa, có thể vì tiền bạc quyền lợi mà xảy ra không ít xung đột mâu thuẫn. May mắn là công việc của người tuổi Ngọ vẫn đang tiến triển theo chiều hướng vô cùng tốt đẹp. Với tài trí của mình, con giáp này nhanh chóng hoàn thiện mọi nhiệm vụ được giao và nhận được sự đánh giá cao của mọi người xung quanh. Ngũ hành mộc hỏa tương sinh, sức khỏe của bạn mệnh được cải thiện đáng kể trong thời khắc này. Đây là một phần là nhờ vào những bài tập rèn luyện thể lực đi cùng với chế độ ăn uống nghỉ ngơi phù hợp mà bạn đang tuân thủ một cách nghiêm ngặt. Với lối sống tích cực như thế này, bệnh tật sẽ chẳng dám tìm đến bạn. Tử vi tuổi Giáp Ngọ, Kim, không phải lo lắng nhiều về sức khỏe thêm nữa. Tử vi tuổi Bính Ngọ, Thủy, công việc phát triển thuận lợi. Tử vi tuổi Mậu Ngọ, Hòa, nhận được sự đánh giá cao của đồng nghiệp và cấp trên, cơ hội thăng tiến đến. Tử vi tuổi Canh Ngọ, Thổ, tranh chấp mâu thuẫn không ngừng giữa các thành viên trong nhà.
Tử vi tuổi Nhâm Ngọ, mộc, tiền bạc quyền lợi khiến cho tình cảm trở thành thứ yếu. Con số may mắn 6, 2, giờ tốt 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường cam, hồng, quý nhân phù trợ, tuất, dần. Tử vi tuổi Mùi, xem tử vi hàng ngày được tam hợp trợ mệnh, người tuổi Mùi có thể đón không ít tin vui liên quan đến học hành, thi cử hay phát triển sự nghiệp trong ngày thứ tư này. Đây là thành quả vô cùng xứng đáng với những nỗ lực không ngừng nghỉ của bạn trong suốt thời gian qua. Tuy nhiên, sự xuất hiện của tỷ kiền có thể khiến bạn bị sao nhãng đi ít nhiều. Nếu không cẩn thận, bạn có thể vướng vào vòng quay của những vụ việc tranh lợi đoạt tài trốn công sở. Tốt nhất là hãy tập trung toàn lực vào việc phát triển bản thân mình thì hơn, tránh xa những chuyện thị phi rắc rối ấy nhé. Mối quan hệ giữa bạn và người ấy cũng không mấy tốt đẹp trong ngày thổ mộc xung khắc như hôm nay. Sự hiểu lầm kéo dài khiến cho khoảng cách giữa hai người ngày càng xa nhau hơn. Hãy tháo gỡ mọi rào cản và tiến gần đến nhau hơn nữa. Tử vi tuổi Ất Mùi, kim, thể trạng mệt mỏi, bệnh vặt kéo dài. Tử vi tuổi Đinh Mùi, thủy, công việc có nhiều điểm sáng. Tử vi tuổi Kỷ Mùi, hỏa, nhận được trái ngọt sau bao ngày vất vả cố gắng. Tử vi tuổi Tân Mùi, thổ, hiểu lầm, mâu thuẫn khiến hai người ngày càng xa cách. Tử vi tuổi Quý Mùi, mộc, tránh xa những chuyện thị phi bao đồng, rắc rối có thể tìm đến bất cứ lúc nào. Con số may mắn 1, 8, giờ tốt 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, ảnh kim, xám, quý nhân phù trợ, ngọ, hợi. Tử vi tuổi Thân, xem tử vi phương đông, thường quan giáng mệnh, người tuổi Thân có thể vì sự hiếu thắng của mình mà hành động bốc đồng sốc nổi. Đây chính là lúc sai lầm đáng tiếc có thể xảy đến. Không may là sai sót tuy nhỏ nhưng lại mang tính quyết định, ảnh hưởng đến cả tiến trình của bạn cũng như cuộc tập thể. Bạn sẽ phải chịu trách nhiệm cho những tổn thất này, nhẹ có thể bị phạt, giảm lương, nặng hơn còn có thể bị giáng chức, mất chức nữa. Kim khắc mộc, người độc thân vẫn chưa tìm được bến đỗ cho mình, có lẽ bạn nên giảm bớt tiêu chuẩn của mình đi thì hơn. Các cặp đôi có thể vì vấn đề tiền bạc mà tranh cãi gay gắt, mối quan hệ trở nên xấu đi trong chớp mắt. Tử vi tuổi Giáp Thân, thủy, chỉ cần để xảy ra sai sót, mọi việc sẽ đổ bể trong chốc lát. Tử vi tuổi Bình Thân, hỏa, nên quan tâm chăm sóc sức khỏe của bản thân nhiều hơn. Tử vi tuổi Mậu Thân, thổ, tình cảm gia đình không mấy thuận hòa, yên ấm. Tử vi tuổi Canh Thân, mộc, cẩn trọng trong từng quyết định, hành động, đừng để xảy ra sai sót. Tử vi tuổi Nhâm Thân, kim, các cặp đôi mâu thuẫn triền miên. Con số may mắn 7, 4, giờ tốt 23 giờ đến 1 giờ, màu sắc cát tường trắng, vàng, quý nhân phù trợ, Thìn, Tý. Tử vi tuổi Dậu, xem bói tử vi, chịu ảnh hưởng của cục diện tương xung, mối quan hệ xã giao của người tuổi Dậu trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Bất đồng ý kiến khiến bạn và đối phương chẳng thể tháo gỡ được mâu thuẫn. Tình hình tài chính của con giáp này có dấu hiệu khả quan hơn khi được thực thần ghé thăm trong ngày thứ tư này. Những khoản thu nhập phụ đến từ ngày tay trái sẽ giúp bạn trang trải phần nào cho những chi phí sinh hoạt hàng ngày. Vận trình tình duyên của bản mệnh gặp không ít khó khăn trắc trở khi chịu ảnh hưởng của ngũ hành kim mộc xung khắc. Người đến rồi đi không trở lại, bạn vẫn chưa thể tìm được người có thể dành trọn tâm tư tình cảm cho mình. Người có đôi cũng khó có thể có được tiếng nói chung trong khoảng thời gian này. Tử vi tuổi Ất Dậu, thủy, tình hình tài chính khả quan hơn. Tử vi tuổi Đinh Dậu, hỏa, tiền bạc rủng rỉnh không lo thiếu. Tử vi tuổi Kỷ Dậu, thổ, mối quan hệ xã giao không mấy hài hòa. Tử vi tuổi Tân Dậu, mộc, sức khỏe có dấu hiệu giảm sút, đừng lơ là. Tử vi tuổi Quý Dậu, kim, tình cảm không như ý muốn. Con số may mắn 8, 1, giờ tốt 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường vàng, xám, quý nhân phù trợ, Tỵ, Thìn. Tử vi tuổi Tuất, hôm nay cục diện Mão Tuất lục hợp sẽ giúp cho người tuổi Tuất làm việc một cách chỉn chu, có kế hoạch hơn. Bạn còn có cơ hội hợp tác làm ăn với những đối tác tiềm năng, hãy nhanh chóng nắm bắt, đừng bỏ lỡ. Tuy nhiên, bạn cũng chớ nên lơ là mà bỏ qua những rủi ro tiềm ẩn xung quanh mình. Sự xuất hiện của kiếp tài là lời cảnh báo tiền bạc có thể thất thoát bất cứ lúc nào. Tốt nhất, bạn chớ nên tin tưởng quá nhiều vào những lời ngon ngọt của người khác mà giao tiền bạc của mình vào tay họ. Mộc khắc thổ, bạn và người ấy tiếp tục vướng vào những hiểu lầm không đáng có.
Nếu cả hai không tỉnh táo, có thể nói ra những lời khiến cho đối phương tổn thương. Tình cảm vì thế mà rạn nứt đi nhiều. Tử vi tuổi Giáp Tuất, hỏa, có cơ hội hợp tác làm ăn với đối tác mới. Tử vi tuổi Bình Tuất, thổ, tình cảm lứa đôi nhiều mâu thuẫn. Tử vi tuổi Mậu Tuất, mộc, thời tiết thay đổi, cần tăng cường sức đề kháng cho cơ thể, tránh bệnh vặt. Tử vi tuổi Canh Tuất, kim, cẩn thận đừng tin vào lời người khác mà tiền mất tật mang. Tử vi tuổi Nhâm Tuất, thủy, công việc suôn sẻ hành thông hơn trước. Con số may mắn 5, 0, giờ tốt 5 giờ đến 7 giờ, màu sắc cát tường, nâu, cà phê, quý nhân phù trợ, ngọ, mão, dậu. Tử vi tuổi Hợi, xem tử vi hàng ngày, Hợi Mão bán hợp, người tuổi Hợi sẽ không cần phải lo lắng quá nhiều về công việc trong khoảng thời gian này. Mọi việc đang diễn ra vô cùng thuận lợi, những thành tích mà bạn đạt được đang chứng tỏ năng lực của bản thân. Lại thêm chính quan chiếu mệnh, báo hiệu con đường thăng tiến của bạn đang rộng mở phía trước. Tinh thần trách nhiệm của bạn được đồng nghiệp và cấp trên đánh giá cao, chỉ cần bản mệnh luôn nỗ lực thì thành công nhất định sẽ đến. Đây là khoảng thời gian tuyệt vời đối với các cặp đôi, sau bao trở ngại, cuối cùng thì cả hai cũng vẫn sánh bước bên nhau. Tình cảm vì thế mà ngày một nồng nàn, thắm thiết hơn. Cả hai có thể nghĩ đến chuyện về chung một nhà vào thời điểm này. Tử vi tuổi Ất Hợi, hỏa, cơ hội thăng tiến đang xuất hiện trước mắt. Tử vi tuổi Đinh Hợi, thổ, đừng chủ quan với bất cứ dấu hiệu bất thường nào trên cơ thể. Tử vi tuổi Kỷ Hợi, mộc, khẳng định được năng lực của bản thân. Tử vi tuổi Tân Hợi, kim, nỗ lực không ngừng, thành công sẽ đến. Tử vi tuổi Quý Hợi, thủy, tình cảm lứa đôi ngày một gắn kết. Còn số may mắn 5, 9, giờ tốt 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường trắng, xanh dương, quý nhân phù trợ, mùi, mão. Đánh giá tử vi thứ tư ngày 2 tháng 12 năm 2020 của 12 con giáp. Con giáp nào gặp nhiều điều thuận lợi suôn sẻ trong ngày hôm nay? Đó có thể là con giáp tuổi Tỵ, con giáp tuổi Hợi. Con giáp nào khó tránh khỏi rắc rối thị phi trong ngày thứ tư này? Đó có thể là người tuổi Sửu, tuổi Ngọ. Mọi điều an lành. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.